chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ học đếm số nhé. Bé hãy tập đếm cùng cô nha. Đây là số mấy? Số 1. Số 1. Đố bé trong hình có bao nhiêu quả dưa hấu? Một. Đúng rồi, có một quả dưa hấu. Đây là số mấy? Số 2. Số 2. Đố bé trong hình có bao nhiêu quả bong bóng? Hai. Một, hai. Giỏi quá, trong hình có hai quả bong bóng. Đây là số mấy? Số 3. Số 3. Đố bé trong hình có bao nhiêu quả bí đỏ? Ba. Một, hai, ba. Giỏi quá, trong hình có ba quả bí đỏ. Đây là số mấy? Số 4. Số 4. Đố bé trong hình có bao nhiêu quả mâm xôi? Bốn. Một, hai, ba, bốn. Đúng rồi, trong hình có bốn quả mâm xôi. Đây là số mấy? Số 5. Số 5. Đố bé trong hình có bao nhiêu quả cam? Năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Đúng rồi, trong hình có năm quả cam. Đây là số mấy? Số 6. Số 6. Đố bé trong hình có bao nhiêu bánh bao? Sáu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Giỏi quá, trong hình có sáu bánh bao. Đây là số mấy? Số 7. Số 7. Đố bé trong hình có bao nhiêu quả bong bóng? Bảy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Giỏi quá, trong hình có bảy bong bóng. Đây là số mấy? Số 8. Số 8. Đố bé trong hình có bao nhiêu củ khoai lang? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Đúng rồi, trong hình có tám củ khoai lang. Đây là số mấy? Số 9. Số 9. Đố bé trong hình có bao nhiêu quả cà chua? Chín. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Đúng rồi, trong hình có chín quả cà chua. Đây là số mấy? Số 10. Số 10. Đố bé trong hình có bao nhiêu quả trứng? Mười. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Giỏi quá, trong hình có mười quả trứng. Chúng ta hãy cùng nhau đếm từ một đến mười nhé. Bé hãy tập trung và ghi nhớ nha. Một, hai, ba, bốn, năm,
6 7 8 9 10 Mình cùng tham gia trò chơi tìm số nhé. Bé ơi, bé thấy số 4 ở đâu không? Giỏi quá, số 4 ở đây. Số 4 Số 4 Đố bé số 9 đang ở đâu? Đúng rồi, số 9 ở đây. Số 9 Số 9 Bé ơi, bé tìm giúp cô số 7 nhé. Giỏi quá, số 7 đây rồi. Số 7 Số 7 Số 3 đâu rồi nhỉ? Bé tìm giúp cô nhé. Giỏi quá, số 3 đang ở đây. Số 3 Số 3 Bé ơi, số 6 đâu rồi? Bé tìm giúp cô nha. Giỏi quá, số 6 đang ở đây. Số 6 Số 6 Bé biết trong hình có bao nhiêu quả thanh long không? 1 2 3 3 quả thanh long. Giỏi quá. Đố bé trong hình có bao nhiêu quả xoài? 1 2 3 4 5 5 quả xoài. Đúng rồi. Đố bé trong hình có bao nhiêu quả táo? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 quả táo. Giỏi quá. Đố bé trong hình có bao nhiêu quả dâu tây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 quả dâu tây. Đúng rồi, giỏi quá. Bài học đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh nhé. Bye bye.